Vâng, xin chào bác ở bên kia xe sạp. Và hôm nay tiếp tục giới thiệu bác một mẫu xe địa hình tuần bay đến từ thương hiệu Mỹ, Czech Series 3009. Thì hôm trước em mới có về một chiếc Series 3009 với cái tông màu tím than, thì em về một chiếc với cái tông màu đỏ, màu trắng đen xanh. Tông màu chủ đạo của xe, ba màu rất là nổi bật. Series 3 model Czech 3009. Và lần này em về một chiếc 3009 được trang bị cấu hình sử dụng với phanh dầu, còn trước là được sử dụng phanh đĩa. Và bây giờ xin mời mọi người hỏi về chiếc xe. Vâng, rất nhiều bác hỏi em về cái dòng xe thương hiệu cao cấp đến từ Mỹ, thì Czech là một trong những cái dòng model của xe rất nổi tiếng trong dòng xe đạp thể thao. Thì hôm trước em mới có về một chiếc Czech 3009 đời thấp hơn so với lần này em về. 3009 lần này em về được trang bị với cấu hình phanh dầu thủy lực và xe có độ mới rất là cao. Bác nào thích yêu thích những thương hiệu cao cấp đến từ Mỹ thì đây là lựa chọn bác rất là tốt. Xe làm từ hợp kim nhôm aluminum alpha. Model lần này em về là model Czech 3009 với Series 3. Lớp sơn còn rất là đẹp. Bác thích nào thích yêu thích những dòng xe nổi tiếng thương hiệu như đây, Design, Washington, USA, biểu tượng của Czech là lá kiêng các nhé. Tem mác vẫn còn nguyên trên khung xe, tem trên và khung trên và khung dưới. Có lòng yêu thích thương hiệu Czech thì em mới về một chiếc đây. Cổ phốt ghi lông chính hãng của Bontrager cũng bản theo xe, linh phụ kiện cần cho xe đạp thương hiệu đến từ Czech. Tay lắm cao su đúc đóng rất chắc tay nhé. Làm chiếc sử dụng với tay lắm trả chính hãng của Shimano và trang bị với cục phanh dầu, chất là cục phanh dầu thủy lực. Bên phải em trang bị với bên tầng đĩa cũng là tay bấm xả của Shimano và cục phanh sau là cục phanh dầu thủy lực của Techo. Biểu tượng đằng trước là logo hình chữ kiêng của thương hiệu Czech. Xe sẽ trang bị với sử dụng với giảm xóc dầu. Phần tua vành chính hãng của xe Bontrager AT750, vành của Czech thương hiệu Bontrager nguyên bản theo xe, lốp nguyên bản theo xe, lốp chính hãng của Bontrager, lốp cũng còn rất là mới. Ở dưới gầm xe có mã vạch chính hãng của xe Czech cũng như thương hiệu của Czech nguyên bản cho xe. Xe này em về trước khung đứng là size 41. Cọc yên chính hãng của xe có yên nhôm chính hãng của Bontrager, yên xăng đơn rất là êm, yên rất là dày và êm nhé. Nguyên bản theo xe, đùi đĩa của Shimano trang bị với 3 tầng đĩa, củ đề sau là củ đề Shimano Acera. Trang bị với 8 tầng lip, lip Shimano. Vành đằng sau là vành sử dụng với vành chính hãng của xe, vành nguyên bản của Bontrager, lốp sử dụng lốp Bontrager nguyên bản theo xe. Và bây giờ xin lỗi cho các đứng của khung xe. Vâng, cho các đứng của khung xe là size 41. Chiều ngang khung là size 52. Thích hợp các bác cao từ 1m65 đổ lại đi vừa nhé.
1m65 đổ lại bình thường, đánh cho bác chiều cao khiêm tốn. Xe trang bị với 9 tầng nhíp Shimano, nhíp đen, đến nhíp rồi. Xuống nhíp. Bên phải em trang bị với 3 tầng đĩa, đùi đĩa Shimano, xuống đĩa, lên đĩa. Sơn chu mật mà. Đánh cho bác ưa thích thương hiệu cao cấp như đánh từ trách 3009. Nó trang bị với phanh trước và phanh đầu thủy lực ở group Shimano. Xe còn rất là đẹp. Và em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe trách đến từ thương hiệu Mỹ Seri 3 3009. Và xe đã tốt bên em là 7.2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bắt đầu có thêm mẹ qua Zalo 0975 709 943. Còn bây giờ tôi tiện kiểm kia xe đạp. Nhấn đăng ký theo cái kênh của mẹ đọc cho ngày mai.